Hi, xin chào mọi người, lại là mình Gigi nè. Thì hôm nay mình sẽ dùng hết tất cả kim cương với lại với coupon để mở hộp phát thanh trong cửa hàng. Trước khi mở thì mình sẽ trả mini game của ngày hôm trước nha. Và bạn may mắn trúng được giải đó là bạn Bảo Bảo Thí Hon. Chúc mừng em nha. Em chọn quà là cái mặt sẹo, nhưng mà lúc chị tìm cái tên em thì nó không có hiện ra. Không biết bé có đổi tên không, có gì nhắn lại cho chị nha. Với lại hôm qua là game có cấp mới đó mọi người, mình sẽ để cái code ở đây. Nếu mà bạn nào chưa nhập thì nhập liền đi, tại vì cái món quà rất là dễ thương. Đây, mình sẽ mở cho mọi người xem này. Phần thưởng là một vé coupon với lại một phù thủy xanh lá đặt vào tường. Thì cái món này là nội thất nha, tí nữa mình đặt cho mọi người xem, nhìn nó mắc cười lắm. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở hộp bốc thăm nha. Thì cái chỗ này mình mở hộp rất là hên luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp gì trước đây? Mở trước hộp vịt mầm đi ha. Để coi có ra được viên kim cương nào nữa không. Wow, có 100 rồi hả? Hộp thứ hai này, hộp này ra kim cương nha. Wow, tận 10 viên. Rồi, tiếp 10 viên nữa nè. Ôi trời. Rồi, thử một hộp bắp thăm dưa hấu tươi mát này thử nha. Ui, cái dù này khó ra lắm nè. Mặc dù cái này là khung luxury nhưng mà cái ạc kia mình mở quà nó không ra. Còn cái này thì một phát ra luôn. Vẫn còn dư mà mình mở thêm cái hộp này nữa không? Trong cái hộp này là mình thích cái máy chơi đĩa than này nhất nè. Xong rồi tới màn hình, rồi mới tới mấy cái bộ đồ này. Còn mấy cái món còn lại là chê nha. Đúng đúng. Ôi trời, ra chúng cái món mình chê luôn. Ghét thiệt chứ, biết gì không có chê rồi. Đúng đúng. Rồi giờ mình chuyển qua mở hộp bằng với coupon ha. Để coi mở cái hộp gì trước đây. Cái hộp bốc thăm vua huyền thoại này đang hot nè. Mở cái hộp này thì chỉ mong nó ra cái cần câu đại kiếm này thôi, chứ không có mong gì nhiều hết á. Cái gì vậy bà nội? Rồi, nhìn là biết ra cái gì rồi. Đó, biết ngay mà. Sao không cho cái còn trời. Tiếp tục, hộp tiếp theo mình sẽ mở đó là hộp bốc thăm phù thủy đen huyền diệu. Rồi, cái hộp này là mình mở siêu hơn luôn, mình ra được cái cuốc mèo rồi. Bây giờ coi cái ạc này có ra không nha. Không ra. Hình như nay đứng chỗ này không được rồi, để chạy qua chỗ khác. Đây, chắc cái chỗ này được nè. Ok, mở tiếp nha. Hộp tiếp theo mình sẽ mở đó là hộp bốc thăm cô gái mộng mơ. Trong này là tôi mê cái gói cừu mộng mơ này nhất nè. Đó, ra cái này nha. Cái này không phải. Trời ơi, làm nhiều lần rồi á. Cứ tưởng là cái gối mà, nó cứ giống nhau á mọi người. Tiếp theo là mình sẽ mở hộp bốc thăm nữ hoàng hải tặc này. À kia thì mình ra được tàu rồi, để coi cái hạt này có hên được như vậy không. Không hên tí nào nha. Nay mở hộp cứ xui xui thì sao á. Kiếm cái chỗ nào mở hên hên coi. Lên đây thử nha. Chắc ngồi đây sẽ hên á. Đúng đúng. Rồi tiếp theo là mở hộp gì đây. Đây đây, hộp bốc thăm nữ chiến binh TK002. Trong này có hai món xịn, ba lô với lại bộ đồ. Mà mình thích cái ba lô hơn. Sao ra mấy cái món gì đâu không nhở. Mấy cái món tôi thích thì không có chịu ra. Rồi giờ qua cái hộp bốc thăm bưu điện phép thuật nha. Hộp này thì mình muốn nó ra hai cái này. Ra nha, không ra là tôi buồn á. Rồi xong. Rồi cái chỗ này mở hộp cũng hên rồi, mình phải chạy qua chỗ khác. Sao nay mở hộp xui ghê, thích cái món nào là không ra cái món đó. Rồi giờ mình mở trên cầu này nha. Không có nữa là mình nhảy xuống luôn. Hộp tiếp theo mình sẽ mở đó là hộp bốc thăm mở này phép thuật. Để coi cái hộp này có ra được đồ xịn không nha. Rồi quá xịn luôn. Tiếp theo là hộp bốc thăm mèo không gian. Cái hộp này bên ạc kia là mình mở rất là nhiều luôn, nhưng mà chưa ra được cái ba lô phản lực này. Để xem bên này một phát có ra không nha. Ui, bộ đồ mèo không gian. Cái này cũng khó ra lắm nè. Đúng đúng. Ôi xịn, nãy giờ là thấy cái này xịn nhất á. Vậy là xong 8 vé coupon rồi đó. Bây giờ mình sẽ qua mở hộp bằng kim cương ha. Mình sẽ chọn hộp bốc thăm tiên sương mù. Hộp này thì 25 kim cương. Mở một hộp mà ra được cái cân đảo là mừng xỉu luôn á. Kèm tốt bụng ghê, không có muốn cho mình xỉu. Cái
Tiếp đến là hộp bốc thăm tặng bộ anh Tiến. Thì trong cái hộp này là cái món nào mình cũng thích, khuôn mặt nè, bộ đồ, mái tóc, cây dù, món nào cũng được hết, đừng ra nội thất là được. No! Cái gì vậy? Sao vậy? Sao mà ném mấy cái món mình thích ra hết trơn rồi trời? Buồn quá mọi người, bây giờ còn có 150 kim cương à. Chắc đi chỗ khác mở chứ chỗ này xui quá. Giờ chạy đi đâu đây mọi người? Ê, để mình chạy lên đây thử. Không biết ngoài trên này có hơn không hả? Coi, nãy mình mở tới đâu rồi? Này, mở rồi. Rồi, nãy mình mở tới cái hộp à. Rồi, đây, giờ mình sẽ mở cái hộp bốc thăm vua xe cứu hỏa nha. Hộp này là mình thích chiếc xe cứu hỏa nhất. Rồi. Xong. Tiếp tục bên cạnh là hộp vua bắt cướp. Thì hộp này mình cũng thích chiếc xe luôn. Hộp này cũng không cho xe. Qua cái hộp cá mập này á, thì mình thích nhất là bộ đồ. Mở mà ra được một trong ba món này là vui rồi. Ui, nãy giờ mới ra được cái món mình thích. Tiếp theo là cái hộp mà ai mới chơi cũng rất là thích, đó là hộp bốc thăm món tráng miệng. Trong cái hộp này thì cái gậy Bogo anh đào này là xịn nhất. Đúng, đúng. Tuy nó là khung luxury nhưng mà nó là món khó ra nhất á. Với mấy cái trang phục trong này thì cái món này cũng cân hết, đừng có ra nội thất là được. Hả? Trời ơi, mới nói luôn. Hình như biết mình thích decor sao á, cho ra toàn nội thất không à. Cái chỗ này cũng hết hơn rồi, bây giờ mình sẽ chạy về nhà. Rồi, giờ mình sẽ mở hai cái hộp cuối cùng ở đây. Đây, mình mở cái hộp dao chua ngọt này nha. Giờ tới cái hộp này rồi, mình không có dám nói mình thích món nào hết đó. Mình chỉ thầm lặng, mình nhấn thôi, mọi người cũng thấy rồi đúng không? Ui, chứ cái dao này dễ thương nha. Ra cái gì cũng được, đừng ra nội thất là mừng à. Giờ là hộp cuối cùng nè. Mình sẽ chọn cái hộp xương rồng bù bẩm này. Ra cái gì đây? Vậy là mình đã mở hộp xong rồi đó mọi người. Nay mở hộp đúng xui luôn. Biết gì mình chọn ngày khác để mở, đâu biết nay xui dữ gì đâu. Đây cho mọi người xem mấy cái món đồ mình mở ra được. Có bộ đồ mèo nè, cái kính lặn với lại dép dao là xịn nè. Thì trước khi kết thúc video, mình sẽ cho mọi người chơi mini game. Và câu hỏi ngày hôm nay là mình đã mở được bao nhiêu hộp bốc thăm trong video này. Bước 1 là mọi người sẽ trả lời câu hỏi. Bước 2 là mọi người sẽ để lại tên game và ID game. Bước 3 là mọi người sẽ like và đăng ký kênh cho mình nha. Và mình sẽ quay ra một bạn may mắn trả lời đúng câu hỏi. Và phần thưởng là 20 thỏi vàng nha. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu yêu thích Di thì hãy cho Di xin một like và một subscribe nhé. Cũng như là các thành viên trong Pop Team nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.